Firstly, I'd just like to thank Pastor David and his family. I would like to trước tiên thì tôi có lời cảm ơn đến mục sư Đức cũng như gia đình. I would like to thank Pastor Easter. Và tôi cũng muốn cảm ơn bà mục sư Thảo. I'd like to thank the elders of this church. Và muốn cảm ơn các trưởng lão của hội Thánh Chúa ở đây. And I'd like to thank all the students here at EFI. Và cũng cảm ơn tất cả các học viên là những người có mặt ở tại đây. I bring greetings from New Zealand. Tôi gửi lời chào từ New Zealand. From Pastor Russell Tina. From Pastor. Pastor Russell Tina. À, mục sư Russell và Tina. Pastor Andrew Kulisingham. Và mục sư Andrew. Pastor Dee Short. Và mục sư Desos. Dee Short. Yeah, Desos. Andrew Tina. Và Christina. And the Living Room Church New Zealand. Và hội thánh nguồn sống, yeah, tại New Zealand. It's an honor for me to be here today. Đây là một cái đặc ân cho tôi để có mặt ở tại ngày hôm tại đây ngày hôm nay. I am Nanette Martin. Và tôi là Nanette. Tên hơi khó đọc quá. You can call me Nanette Martin. Nanette Martin. I have three sisters. Tôi thì có ba người chị em. I have one brother. Tôi có một người anh. And a mum and dad. Và có cha có mẹ. And lots of nieces and nephews. Và có rất rất là nhiều những cháu trai và cháu gái. I am married to Jeff Martin. Và bây giờ thì tôi cưới một người chồng tên là cái gì là Martin. And we have many foster children. Và chúng tôi có rất rất là nhiều những cái người con nuôi. Foster that we love and cherish. Và chúng tôi cũng rất là yêu quý và nuôi dưỡng các em. I have worked with Pastor Russell. But yes, I have worked with Pastor Russell Turner for 25 years. Tôi đã làm với mục sư Russell và Tina trong 25 năm. In our ministry in New Zealand. Và tôi thì học việc Chúa ở tại New Zealand. We have a ministry called Impact Tauranga. Và chúng tôi có một chức vụ gọi là ảnh hưởng quốc tế. And we work with youth and families in our city. Và chúng tôi làm việc với các gia đình cũng như các bạn thanh niên ở trong thành phố của chúng tôi. It's an honor to do this work in New Zealand. Và thật là một vinh dự khi mà được làm công việc này ở tại New Zealand. I give praise and honor to God. Và tôi dâng Chúa sự ngợi khen cũng như là sự cảm tạ. For what He's done. Vì những gì mà Ngài đã làm. For what He's doing. Vì những gì mà Chúa hiện đang làm. For what He's going to do. Và những điều mà Chúa Ngài sẽ làm. Amen. God bless you all. Xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả quý vị. I'm excited to be here with you today. Tôi rất là phấn khởi khi mặc ở đây với quý vị ngày hôm nay. In Jesus' name. Và trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Amen. God bless you. Xin Chúa ban phước cho quý vị. It's good to see you all. Thật là tốt khi mà được gặp tất cả quý vị. I remember your faces. Và có những gương mặt thân quen ở tại đây. Some of your names. Tôi còn nhớ tên của một số vị trong quý vị ở đây nữa. We are in year 2. Yes, I think year 2. Năm thứ hai đúng không? Và năm thứ hai của lớp học chúng ta. Faith International year 2. Yes. Và chúng ta đang ở trong cái trường thông tin quốc tế năm thứ hai. Well done. Yeah. Quý vị đã làm rất là tốt. The end is coming. Yeah. So coronavirus or no coronavirus, we come. Dù là có virus corona hay là không có cái virus, chúng ta vẫn cứ đến. Jesus is bigger than any coronavirus. Bởi vì Chúa Giêsu là Ngài lớn lao hơn bất cứ một con virus corona nào. With all sickness. Ngài lớn lao hơn tất cả mọi bệnh tật, mọi bệnh tật có sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu. And we must preach the gospel while it's day. Và khi còn ban ngày đó chúng ta phải giảng phúc âm. This is the hour of the church of the living God. Và đây là thời điểm cho hội thánh của Đức Chúa Trời thật sống. Today. Và đây là công việc của Chúa trong ngày hôm nay. It's time to continue to arise and take the word. Và đây là thời điểm để chúng ta cứ tiếp tục dậy lên và chúng ta đem lời của Chúa đi. Into Vietnam. Và đi đến đem cho Việt Nam. Like never before. Giống như không giống như trước đây nữa. Paul said, ông Phaolô nói, none of these things moved me. Không có điều nào trong bất cứ điều này làm cho tôi bị sao động. Paul had tribulation. Ông Phaolô có những cái sự hoạn nạn. Paul had troubles. Ông Phaolô có những cái nan đề. Paul was shipwrecked. Ông đã bị chìm tàu. Struck naked. Ông đã bị lột trần truồng. He had external pressures.
Ông có những cái áp lực từ bên ngoài. Internal pressures. Rồi ông có những cái áp lực từ bên trong. The pressure of the church. Rồi cái áp lực từ the của worries. Yeah. From những the cái worries of people. Những cái sự lo lắng của con người. But he said, nhưng mà ông nói rằng none of these things move me. Không có điều nào trong những điều ấy làm cho tôi bị sao động. And I will continue. Và tôi sẽ tiếp tục fight the good fight of faith. Chiến đấu cuộc chiến tốt lành của đức tin. This is the hour of the church like never before. Và đây là thời điểm cho hội thánh của Chúa không có giống như trước đây. On the white horse. Ở trên con ngựa trắng. To conquer and conquer. Đây là thời điểm để chúng ta cưỡi con ngựa trắng và chúng ta sẽ tiếp tục xâm chiếm con và chúng ta chiến thắng. Trong tay của Chúa Giêsu. Amen. We are excited. Vì thế chúng ta hôm nay phấn khởi. Amen. And to be part of this end time movement. Và chúng ta được phấn khởi khi chúng ta trở thành một phần ở trong cái phong trào thời kỳ cuối cùng. Amen. Are we excited today? Ngày hôm nay quý vị có phấn khởi không? God bless you if you've just arrived today. Nếu mà quý vị mới tới đây ngày hôm nay đó thì xin Chúa ban phước cho quý vị. May God give you extra strength today. Xin Đức Chúa Trời ngài ban thêm sức cho quý vị đúng không? May His presence lift off the tiredness. Nguyện là sự hiện diện của Chúa đúng không ngài? Cách đi mọi cái sự mệt mỏi. May His presence lift off the weariness. Nguyện sự hiện diện của Chúa ngài cách đi những cái sự yếu mòn. And the busyness of life. Và cách đi tất cả những cái sự bận rộn của cuộc sống này. You can come aside. Để quý vị có thể biết rằng. In the presence of Almighty God. Ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng. Just experience His refreshing. Và chỉ kinh nghiệm cái sự tươi mới của ngài mà thôi. Kinh nghiệm sự bình an của ngài. Kinh nghiệm sự sức dầu của ngài. Wash over your spirit. Là điều mà chúng ta tắm rửa của truyền cho tâm linh của quý vị. Đó là sức mạnh của quý vị. Và điều đó đem đến sức mạnh cũng như là cái sự đổi mới cho cái người bề trong của chúng ta. Amen. Amen. God bless you. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Hallelujah. So we are talking about counseling. Chúng ta nói về sự tư vấn hay là tâm vấn. So this is the study, of this week. Đây là cái phần nghiên cứu của chúng ta trong tuần này. Me, the counselor. Tôi là người tư vấn, tâm vấn. So, counseling is a big subject. Sự tư vấn là một cái chủ đề rất là rộng lớn. First of all, before we start the study of counseling, đầu tiên là thì trước khi chúng ta bắt đầu cái phần nghiên cứu về sự tư vấn, we're going to look at God's heart. Bây giờ chúng ta sẽ xem tấm lòng của Đức Chúa Trời. See, God's heart is God's heart to help people. Tấm lòng của Đức Chúa Trời là để giúp đỡ người ta. See, God so loved the world. Đức Chúa Trời ngài đã quá yêu thương thế gian. You know, God's heart is a heart of love. Chúng ta biết rằng tấm lòng của Đức Chúa Trời là tấm lòng của sự yêu thương. And His heart, He so loved the world that He came for us. Ngài đã quá yêu thương thế gian đến nỗi ngài đã đến vì cớ chúng ta. So as we begin the series on counseling. Vì thế khi mà chúng ta bắt đầu cái loạt bài học về cái sự tư vấn ở đây, tại đây. We're gonna first of all look at what is the heart of a counselor. Thì trước tiên đó chúng ta sẽ xem như thế nào là tấm lòng của một cái người tư vấn. The heart of counseling. Tấm lòng hay chúng ta cũng có thể hiểu đó là trọng tâm của cái sự tư vấn. Alright, so let's look at Luke 4:18-19. Trước tiên chúng ta sẽ xem trong Luca đoạn 4 câu 18 và 19. Đây là một chủ đề vô cùng là lý thú. Because everything we do involves counseling. Bởi vì trong mọi điều mà chúng ta làm á, thì nó đều cùng có cái sự tư vấn ở trong đó. Because at the heart of counseling. Bởi vì trong tâm hay là cái tấm lòng của cái sự tư vấn.
is sharing heart to heart. Đó là gì? Chúng ta chia sẻ từ lòng tới lòng. At the heart of counseling. Và cái tấm lòng của cái sự tư vấn. Is coming alongside somebody. Đó là gì? Chúng ta đến bên cạnh một người nào đó. Và chúng ta nói chuyện với họ. And so counsel is what is words? It's sharing words or counsel with one another. Tư vấn có nghĩa là gì? Chúng ta nói ra những cái lời, đúng không? Chúng ta chia sẻ những cái lời tâm vấn cho nhau. See, whenever we talk to one another, vì thế bất cứ khi nào chúng ta nói chuyện với nhau, we are sharing our heart with one another. Thì chúng ta đang chia sẻ cái tấm lòng của chúng ta cho nhau. Whenever we communicate anything. Và quý vị biết không, chúng ta có thể truyền đạt cho nhau bất cứ mọi điều. See, communication is that the impartation of words. Truyền thông đó chính là cái sự chuyển giao cái lời nói qua lại nhau. To another. Yeah. Cho nhau. Yeah. And so counseling. Vì thế cái sự tư vấn. Is about listening to the heart of God. Là về chúng ta lắng nghe tấm lòng của Đức Chúa Trời. To the word of God. Lời của Đức Chúa Trời. That we can impart one to another. Để chúng ta có thể chuyển giao cho nhau. The truth of God. Chuyển giao lẽ thật của Đức Chúa Trời. Yeah, amen. Amen, không ạ? So, counseling is just a big fancy word. Vì thế, counseling là một cái từ ngữ, đúng không? Nó có thể là nó rất là hay nhưng mà nó vô cùng là rộng lớn. For communication. Tức là nói về cái sự truyền thông. From hearing from God. Từ cái việc chúng ta lắng nghe Đức Chúa Trời. And communicating God's heart. Và chúng ta truyền đạt lại tấm lòng của Đức Chúa Trời. To each other. Cho nhau. Into this world. Và cho thế gian này. And into those we come along the way every day. Và cho những người mà chúng ta có gặp trong mỗi một ngày. So we know the heart of God. Chúng ta biết tấm lòng của Đức Chúa Trời. Let's look at Luke 4. 18 and 19. Chúng ta sẽ xem trong Luca đoạn 4 câu 18 và 19. The Spirit of the Lord is upon me. Thánh Linh của Chúa ngự trên ta. Because he has anointed me. Vì Ngài đã sức dầu cho ta. To preach the gospel to the poor. Để truyền giảng tin lành cho người nghèo. He sent me to heal the brokenhearted. Ngài đã sai ta để công bố những người. To proclaim liberty to the captives. Bị giam cầm được phóng thích. The recovery of sight to the blind. Người mù loà được sáng mắt. And to set at liberty those that are oppressed. Người bị áp bức được tự do. And to proclaim the acceptable day of the Lord. Và công bố năm thiên của Chúa. Amen. Amen. Yeah? So this is the reason that God came. Chúng ta thấy đây chính là lý do Đức Chúa Trời đã đến. And this is the reason that we are here. Và đây cũng là lý do chúng ta có mặt ở tại đây. Jesus said the Spirit of the Lord was upon him. Chúa Giêsu nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. But Jesus would say the Spirit of the Lord is upon you. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ở trên ông bà chị em. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trên tôi, ở tại đây. And so the Spirit of the Lord. Thánh Linh là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Has a purpose. Ngài có một cái mục đích. See, the God has a purpose. Đức Chúa Trời Ngài có một mục đích. And the heart of counseling is the purpose of God. Và tấm lòng của cái sự tư vấn đó chính là mục đích của Đức Chúa Trời. And that's to bring a message of hope. To a hopeless world. Và mục đích là để đem đến một cái sứ điệp hy vọng cho thế gian không có sự hy vọng. Many people need healing. Nhiều người cần sự chữa lành. Many people are broken. Nhiều người không họ đổ vỡ. Many people are blind. Nhiều người bị che mắt. Many people are oppressed. Và nhiều người bị áp bức. So you are called. Quý vị được kêu gọi. You are chosen. Quý vị là những người được chọn. Phần của Chúa ở trên quý vị. Amen. To preach the gospel. Để mà rao giảng tin lành. To the brokenhearted. Cho những người bị vỡ lòng. This is the heart of counseling. Đây chính là trọng tâm, là tấm lòng của sự tư vấn. The heart of God. Tấm lòng của Đức Chúa Trời. Is to help people. Đó là để giúp đỡ người ta. See, God didn't come to condemn the world. Đức Chúa Trời Ngài không có đến để mà lên án trên tội thế gian này. God didn't come to judge the world. Đức Chúa Trời Ngài không có đến để mà phán xét thế gian này. He came to love the world. Mà Ngài đến để mà yêu thương thế gian. We know that there is a day of judgment coming.
Chúng ta biết là gì vào cái ngày phán xét hầu đến. But there's a day to come. Đúng không? Hầu đến thôi, nó sẽ đến trong tương lai. The day is not yet. Cái ngày đó cũng chưa có đến. It's the day of the heart of the counselor. Và đây là ngày của the day những người of the heart of the Lord. Đây là ngày của tấm lòng của Đức Chúa Trời. To bring a message of hope. Để đem đến sứ điệp hy vọng. And to bring healing in Jesus' name. Và để đem đến sự chữa lành trong danh của Chúa Giêsu. And so the study that we'll be looking at today. Vì thế cái thời mà chúng ta xem ngày hôm nay. That we'll cover this week. Và cái những cái gì mà chúng ta sẽ nói trong tuần này. Is how do we do that? Là chúng ta sẽ làm cái điều đó như thế nào? How do we do that in a way that's going to get some results? À, chúng ta sẽ làm nó bằng cách nào đó để chúng ta sẽ thu được những cái kết quả. We want to learn that. Chúng ta không muốn học điều đó không ạ? Yeah, amen. 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 So, let's look up Isaiah 9 verse 6. Bây giờ chúng ta xem trong Esai đoạn 9 câu số 6. Esai. For unto us a child is born. Đoạn 9 câu số 6 rồi. And unto us a son is given. 9-6, Isaiah 9-6. This would be verse 5. Verse 5, not verse 6. Yeah. Câu 5, câu 5 chứ phải câu 6 tại vì... À, tại vì trong tiếng Anh nó là câu 6, cho nên hồi nãy con theo câu 6 nó khác khác. Ok, câu số 5. In a Vietnamese translation, it is verse 5. Oh. Yeah. Okay, so unto us a child is born. Yeah, câu số 5 nó quý vị trong bản tiếng Việt của mình đó. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta. And unto us a son is given. Tức là một con trai được ban cho chúng ta. The government will be upon his shoulder. Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. His name will be called Wonderful. Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu. Counselor. Đấng Cố Vấn. Mighty God. Đấng Chúa Trời Quyền Năng. Everlasting Father. Cha đời đời. The Prince of Peace. Và Chúa Bình An. Amen. Amen. This is the heart of God. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời. He is a wonderful counselor. Ngài là Đấng Cố Vấn tuyệt vời. Matthew 11:28. Matthew đoạn 11 câu 28. Đến 30. Come unto me, all you who labor and are heavy laden. Hỡi những ai mệt mỏi và cái nặng, hãy đến với ta. And I will give you rest. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Yeah. Take my yoke upon you and learn from me. Ta có lòng nhu mì. For I am gentle and lowly in heart. Khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. And you will find rest for yourself. Thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. For my yoke is easy. Vì ách ta dễ chịu, Chúa nói. And my burden is light. Và gánh ta nhẹ nhàng. So the heart of God. Vì thế tấm lòng của Đức Chúa Trời. Is to lift the heavy burdens. Đó là những cái cách đi cái gánh nặng. You know, he wants the heart of God is a heart of exchange. Tấm lòng của Đức Chúa Trời là tấm lòng của sự hoán đổi. He wants to exchange a heavy burden. Đức Chúa Trời Ngài muốn hoán đổi cái sự nặng nề cái gánh nặng của chúng ta. You know, make our lives light. Và để ban cho chúng ta cái sự nhẹ nhàng, làm cho đời sống của chúng ta được nhẹ nhàng. Make it free, yeah? Chúa Ngài muốn làm cái điều to đó để chúng ta được tự do. God's intention is not to make our lives difficult. Đức Chúa Trời Ngài không có ý định làm cho đời sống của chúng ta trở nên khó khăn. The heart of God is not to carry around heavy burdens. Ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là để chúng ta sống rồi chúng ta mang lấy cái gánh nặng. To be held down with burdens. Và chúng ta bị những cái gánh nặng nó kéo chúng ta xuống. But the Lord says, but to come unto me. Nhưng mà Chúa nói rằng các con hãy đến với ta. Yeah. And I will lift off your heavy burdens. Và ta sẽ cất đi những gánh nặng nề của các con. And I will give you rest. Và ta sẽ ban cho các con sự yên nghỉ. Your soul. Cho tâm hồn của các con. Why would people not want that?
Tại sao người ta lại không có muốn cái điều đó? People, many people with heavy burdens. Và chúng ta gặp những cái con người đó, họ có những cái nhạc. Many people worried. Họ có rất là nhiều người đó, họ lo lắng. Anxiety. Rồi có những cái sự lo. Troubled. Có những cái nan đề. Living life bound up. Họ sống cái cuộc đời mà struggling. Bị trói buộc, bị tranh chiến. But Jesus said to come unto me. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu nói các con phải đến với ta. Because he wants to lift those heavy burdens. Bởi vì Chúa ngài muốn cất đi cái sự nặng nề và cái nhạt. Yoke for us. Và đó chính là cái ách của Chúa cho chúng ta. Và ách của Chúa là nhẹ nhàng cho chúng ta. Chúa nói như vậy. Now that doesn't mean we don't work hard. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có siêng năng làm việc. Because as Christians. Bởi vì với tư cách là những Cơ Đốc nhân. We work hard. Chúng ta phải làm việc siêng năng. Why? There's lots of work to do. Bởi vì có rất là nhiều việc cần phải làm. So we get up and we work and we work hard. Thì để chúng ta thức dậy, chúng ta làm việc và chúng ta làm việc siêng năng. But as Christians, we work with the rest of God upon our soul. Nhưng mà với tư cách là những Cơ Đốc nhân, chúng ta làm việc với cái sự an nghỉ của Chúa Trời trên đời sống của chúng ta, trên cá nhân chúng ta. Bởi vì chúng ta tin cậy nơi Chúa Trời của chúng ta. So we enter into rest in Him. Và chúng ta bước vào sự yên nghỉ ở trong Ngài. You know what a wonderful transaction. Đó là một cái hợp đồng, đúng không? Một cái giao dịch vô cùng tuyệt vời. How amazing is our God. Đức Chúa Trời này của chúng ta, Ngài quá thật là tuyệt vời. He can take our heavy burden. Ngài có thể cất đi trong cái gánh nặng nề của chúng ta. And He can give us rest for our soul. Và Ngài có thể ban cái sự an nghỉ cho linh hồn của chúng ta. Vì thế sứ điệp của cái sự tư vấn ở đây sẽ giúp đỡ chúng ta hiểu biết how we do that. Cách để chúng ta có thể làm được. And how we can learn to be good counselors. Và giúp chúng ta cách để chúng ta trở thành một người tâm linh giỏi. To walk in the heart and the spirit of God. Và chúng ta làm việc đúng không? Ở trong tấm lòng, ở trong tâm linh của Đức Chúa Trời. Towards each other. Cùng với nhau. And towards the world. Và cho thế gian này. And that way we can be ones like Jesus said. Và nếu mà như vậy đó thì chúng ta sẽ trở nên những điều mà Chúa Giêsu từng nói. To preach a message of hope. Chúng ta ở tại đây để chúng ta rao giảng sứ điệp về hy vọng. How awesome, huh? Thật vui, tuyệt vời phải không ạ? Đúng không ạ? Thật là tuyệt vời. So we're going to look at the spirit of counseling. Bây giờ chúng ta sẽ nói về tinh thần của cái sự tư vấn. Another word for spirit is attitude. Tinh thần hay mình nói cái khác đó, đó là thái độ. What attitude do we need to have to be good counselors? Để chúng ta trở thành những người tư vấn giỏi đó thì chúng ta cần có thái độ như thế nào? We have to have the right spirit. Chúng ta cần phải có tinh thần đúng đắn. We can't just tell people what to do. Chúng ta không thể nào chỉ nói cho người ta việc phải làm mà thôi. Counseling isn't telling people what to do. Tư vấn không phải là chúng ta nói cho người khác việc phải làm. Counseling is understanding where people are at. Tư vấn có nghĩa là chúng ta phải hiểu biết được đúng không? Cái người đó họ đang ở trong cái hoàn cảnh, ở trong cái tình trạng như thế nào. Step by step, progressively moving them forward. Và từng bước một như vậy, một cách tiểu tiến, chúng ta đưa họ đi về phía trước. To find solutions that are helpful for their life. Để tìm những cái giải pháp mà hữu ích cho đời sống của họ. Amen. Amen. So we're going to look at 1 Kings 3:5-9. Chúng ta sẽ xem trong Gia Cơ đoạn 3, Kings, Chấp Vua Nhất đoạn 3. 1 Kings 3. Chấp Vua Nhất đoạn 3. Do they have these scriptures in their notes? In the notes, Kings. Kings. Rồi cái câu này cũng có trong sách bài học của chúng ta mở đi ở trong các vui nhất. 1 Kings 3:5-9. At Gibeah, the Lord appeared to Solomon in a dream by night.
Ở đây lời của Chúa nói như thế này: Tại Gabaon, Đức Giê-hô-va hiện ra với Salomon trong giấc chiêm bao và đêm. And God said, "Ask, what shall I give you?" Đức Chúa Trời phán: Hãy xin điều gì con muốn ta làm cho con. And, so, and Solomon said, "You have shown great mercy to your servant David, my father." Salomon thưa: Chúa đã bày tỏ lòng nhân từ lớn lao đối với đầy tớ ngài là David, thân phụ con. Because he walked before you in truth and righteousness and an uprightness of heart, and you have continued this great kindness to him. Như người đã bước đi trước mặt ngài trong sự trung tín, công chính và tấm lòng ngay thẳng, Chúa lại tiếp tục bày tỏ lòng nhân từ lớn lao ấy cho người. And you have given him a son to sit on the throne. Khi ban cho người một con trai ngồi trên ngai. As it is this day. Của người như đã có ngày nay. Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David. Bây giờ lạy Jehovah là Đức Chúa Trời của con. Chính Chúa đã khiến đầy tớ ngài lên ngôi kế vị David, thân phụ con. But I'm a little child. Mặc dù con chỉ là một đứa trẻ. I don't know how to go out and come in. Chẳng biết phải điều hành việc nước như thế nào. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen. Đầy tớ Chúa ở giữa dân mà Chúa đã chọn. A great people too numerous to be numbered or counted. Một dân đông vô số không thể đếm nổi. Therefore, vậy, give to your servant an understanding heart. Xin Chúa ban cho đầy tớ ngài tấm lòng khôn sáng. To judge your people. Để xét xử dân ngài. That I may choose or discern between good and evil. Và phân biệt đúng sai. For who is able to judge this great people of yours? Vì ai có thể xét xử toàn dân đông đảo này của Chúa? Hallelujah. Hallelujah. So Solomon. Ông Salomon. He's just a little boy. Ông chỉ là một cậu bé mà thôi. God is calling him into the ministry. Và Đức Chúa Trời kêu gọi ông vào trong chức vụ. And he's like, I don't know what to do, God. Và ông nói rằng, Chúa ơi, con không biết phải làm cái gì hết. I don't know how to go out and come in. Con không có biết là đi ra đi vào như thế nào nữa, Chúa ơi. What do I do? Chúa ơi, bây giờ con làm cái gì? Yeah. How many of us? Bao nhiêu người trong chúng ta? We feel that the situation is too great for us. Chúng ta cảm thấy là con cái tình huống kia, hoàn cảnh nó quá là to lớn so với cho chúng ta. I'm not equipped for ministry. Còn nói là tôi không có được trang bị cho cái chức vụ. I don't know what to do. Tôi không biết phải làm cái gì hết. You know, Solomon was like that. Ông Salomon giống như vậy. What do I do, Father? Hỡi cha, con phải làm gì bây giờ? But what did Solomon do? Và ông Salomon đã làm điều gì? He said, "Give your servant an understanding heart." Ông nói rằng, xin hãy ban cho đầy tớ của ngài một tấm lòng thông minh. Give your servant a spirit or an understanding of wisdom. Xin hãy ban cho đầy tớ của ngài một tinh thần hay là một tấm lòng để hiểu biết cái sự khôn ngoan. See, Solomon knew there was nothing he could do. Ông Salomon nhận thức rõ là ông không thể làm bất cứ một cái công việc gì. What did he ask God for? Và ông đã cầu xin Chúa điều gì ạ? Understanding. Đó là sự hiểu biết. Wisdom. Và sự khôn ngoan. What he learned that from Solomon. Và chúng ta học được cái điều đó từ Solomon. And Solomon, this is where the Proverbs are written. Và chúng ta biết ông Solomon là người đã viết sách Châm Ngôn. All the way through the Proverbs. Đúng không? Đúng là viết từ đầu tới cuối sách Châm Ngôn. Solomon is saying, I don't want riches. Và ông Solomon nói rằng, tôi không có muốn những cái sự giàu có. Tôi không có muốn bạc hay là vàng. The riches of this world. Tôi không có muốn những sự giàu sang của thế gian này. What I want is understanding. Điều mà tôi muốn đó là sự hiểu biết. And with all my understanding, get wisdom. Và bởi tất cả cái sự khôn ngoan đó ông có, cái sự hiểu biết đó ông có được cái sự khôn ngoan. Understanding is the principal thing. Yeah. Cái sự hiểu biết đó là một cái điều nguyên tắc. And with all my understanding, get wisdom. Và với tất cả cái sự khôn ngoan đó, có được cái sự hiểu biết đó thì mình có được sự khôn ngoan. Every day in ministry. Mỗi một ngày ở trong chức vụ. My prayer to God. Thì lời cầu nguyện của tôi với Đức Chúa Trời. Father. Hỡi cha. Give me a spirit of understanding.
Xin Chúa ban cho con một tâm linh của Sinh Chúa. That I might know how to work amongst your people. Để con biết cách làm việc giữa vòng con dân của Ngài. That I may have wisdom. Để con có sự khôn ngoan. That I may answer and guide your people wisely. Để con có thể hỏi và giải đáp cho con dân của Chúa một cách khôn ngoan. This was Solomon's great prayer. Đó là một lời cầu nguyện tuyệt vời, vĩ đại của Solomon. Grew up to be a massive influence. Và Solomon đã lớn lên trở thành một người có tầm ảnh hưởng. A mighty man. Một con người đầy mạnh sức. Why? Because he had an understanding heart. Vì sao? Bởi vì ông có một tấm lòng của sự hiểu biết. He asked for the spirit of wisdom. Ông đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho linh khôn ngoan. Let's look at Isaiah 11:1-5. Chúng ta hãy xem ở trong Isaiah đoạn 11 từ câu 1 đến câu số 5. He shall come forth a rod from the stem of Jesse. Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Jesse. And a branch shall not go out of his roots. Một cành từ rễ nó sẽ ra trái. And the spirit of God shall rest upon him. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài. The spirit of wisdom and understanding. Là thần khôn ngoan và thông sáng. The spirit of counsel and might. Thần mưu lược và quyền năng. The spirit of knowledge and the fear of the thần Lord. Thần kiến thức và kính sợ Đức Giê-hô-va. And his delight is in the fear of the Lord. Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. He shall not judge by the sight of his eyes. Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy. Nor decide by the hearing of his ears. Cũng chẳng phán quyết theo tai nghe. But with righteousness he will judge the poor. Nhưng Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người vô thế và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất. And he shall strike the youth with the rod of his mouth. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy nơi miệng mình. He shall slay the wicked. Và lấy hơi thở nơi môi và giết kẻ gian ác. Shall be the belt of his loins. Sự công chính sẽ làm dây thắt lưng của Ngài. And faithfulness. Và sự thành tín the belt of his waist. Sẽ làm dây rạp hông. So the Lord will rest upon him. Chúa sẽ ở trên ngài. The spirit of wisdom and understanding. Thần của sự khôn ngoan và thông sáng. Seven spirits of the Lord. Ở đây nói về bảy linh của Đức Chúa Trời. Or seven aspects to the Spirit of God. Hay nói cách khác là gì? Bảy cái khía cạnh của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. One, the Spirit of the Lord. Thứ nhất đó là gì? Thần của Đức Giê-hô-va. Two, the Spirit of wisdom. Thứ hai là thần khôn ngoan. Three, the Spirit of understanding. Và thứ ba là thần khôn sáng, thông sáng. The Spirit of counsel. Và thần mưu lược. The Spirit of might. Thần quyền năng. The Spirit of knowledge. Thần trí thức. And the spirit of the fear of the Lord. Và thần của sự kính sợ Đức Giê-hô-va. See, this is the spirit of God. Đây là linh của Đức Chúa Trời. This is the spirit that rests upon us. Và đây chính là linh mà ở the trên chúng ta. Spirit of God that rests upon us. Là linh của Đức Chúa Trời mà ở trên chúng ta. Encapsulates all of this. Takes in, has all of this. The Spirit of God has might and counsel and knowledge and understanding. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đó thì Ngài có tất cả những cái điều này. Nó là sự mưu lực, quyền năng, sự kính sợ Đức Chúa Trời, khôn ngoan và sự thông sáng. Hallelujah. 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 Proverbs 9:1-6. Ở trong Châm Ngôn đoạn 9. Câu 1 đến câu số 6. See, Solomon, this is the words of Solomon. Đây là lời của Solomon. Wisdom has built her house.
sự khôn ngoan xây cất nhà mình. And she's hewn out 7 pillars. Đéo cho mình 7 cây cột. And she slaughtered her meat. Làm thịt thú vật. And she's mixed her wine. Pha rượu nho. And she's furbished her table. Dọn bàn tiệc sẵn sàng. And she sent out her maidens. Và sai các tớ gái mình ra đi. To rise out from the highest place. Từ các nơi cao của thành. Whoever is simple, let him turn in here. Sự khôn ngoan kêu gọi ai là người ngu dốt hãy vào đấy. And also he who lacks understanding, let him. Còn với những người thiếu hiểu biết, sự khôn ngoan bảo. Say, let's go back to verse 1. Wisdom builds the house. Chúng ta trở lại câu số 1, sự khôn ngoan xây cất nhà mình. Yeah. Wisdom is the most important thing. Sự khôn ngoan là điều quan trọng nhất. Proverbs 4:5-7. Châm ngôn đoạn 4 câu 5 đến câu số 7. Get wisdom and get understanding. Hãy tìm cầu sự khôn ngoan và sự thông sáng. Do not forget nor turn away from the mouth of my word. Chớ quên và chớ từ bỏ các lời của miệng ta. Don't forsake her. Đừng lìa bỏ. She will preserve you. Sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến sự khôn ngoan. She will keep you. Thì sự khôn ngoan sẽ bảo vệ con. Wisdom is the principle or number one thing. Sự khôn ngoan đó là nguyên tắc hay là điều số 1. Vì thế chúng ta phải có sự khôn ngoan. Hãy tìm cầu sự khôn ngoan. Hãy dùng hết những gì con có mà mua sự thông sáng. She will promote you. Và chúng ta thấy ở đây là gì? Hãy tôn cao sự khôn ngoan. Thì sự khôn ngoan sẽ đưa con lên. When you embrace her. Đó, và sự khôn ngoan đem vinh dự đến cho con. Isn't that wonderful? Yeah. Điều đó có tuyệt vời không quý vị? Yeah. This is so important. Điều này vô cùng là quan trọng. We're talking about counseling. Chúng ta đang nói về sự tư vấn. How can we tell somebody and guide somebody if we don't know what we if we don't understand what the situation is? Nếu mà chúng ta không có hiểu cái hoàn cảnh đó thì làm sao chúng ta có thể chỉ bảo hay là hướng dẫn người ta? To you ở đây Chúa đang nói với chúng ta. And ask you for advice. Và nếu mà ai đó đến với quý vị và xin lời khuyên. First of all, you must try and understand what's going on. Thì điều đầu tiên là quý vị cần phải cố gắng hiểu cái hoàn cảnh cái điều gì nó đang xảy ra. In your heart, you are asking the Lord for the spirit of understanding. Và lúc đó thì lòng của quý vị cầu xin Đức Chúa Trời ban cho linh của sự khôn ngoan. Father, help me to understand what's happening with this person. Và nói rằng Cha ơi, xin hãy giúp đỡ con để hiểu được cái điều gì đang xảy ra với cái người này. See, we don't know what's happening. Chúng ta không có biết điều gì đang xảy ra. We might think we know what's happening. Có thể chúng ta nghĩ là chúng ta biết điều đang xảy ra. God knows what's happening. Nhưng mà Đức Chúa Trời mới biết chính xác điều đang xảy ra. We need to seek understanding. Vì thế chúng ta cần phải tìm cầu. We need to ask it. Find out what's happening. Chúng ta phải hỏi Chúa và tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra. An understanding. Và để chúng ta có được cái sự thông biết. Then God will give us His wisdom. Thì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài. His wisdom. Sự khôn ngoan của Ngài. Is the right answer. Là câu trả lời đúng. And the right answer. Và câu trả lời đúng. Will bring the right result. Sẽ đem đến kết quả đúng. We will always get the right answer if we bring the wisdom of God. Chúng ta sẽ luôn luôn có câu trả lời đúng nếu chúng ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. We know when we get it wrong. Chúng ta biết là gì? Có những lúc mà chúng ta nghe không có đúng từ lời Chúa. We don't take time to get the understanding. Khi mà chúng ta không có để thời gian để chúng ta nhận được cái sự thông biết. We just tell people to do this, this, and this. Mà mình cứ bảo người ta hãy làm cái này. Yeah. Sometimes we don't get a good outcome. Và đôi khi đó kết quả chúng ta nhận được nó không có tốt. We need the spirit of understanding.
Vì thế chúng ta cần linh của sự thông minh. Spirit of counsel. Linh của sự khôn ngoan. Spirit of wisdom. Rồi linh của sự khôn ngoan. Why? Because we want to see good results. Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta muốn nhìn thấy những kết quả tốt đẹp. We want to bring the counsel of God. Chúng ta muốn đem đến cái sự mưu lược, cái sự tâm huyết của Đức Chúa Trời, tấm lòng của Đức Chúa Trời. To the people God brings to us. Để cho những con người mà Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta. God has trusted us. Đức Chúa Trời Ngài đã tin tưởng chúng ta. With so many people. Và Ngài đã giao cho chúng ta nhiều con người. And he's given us responsibility. Và Ngài cũng ban cho chúng ta các trách nhiệm để chúng ta yêu thương họ. To counsel them. Và để chúng ta cố vấn cho họ. Raise them. Và để chúng ta nuôi dưỡng họ. In the kingdom of God. Ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và ở trong mục đích của vương quốc của Đức Chúa Trời. But we must ask for understanding. Nhưng mà chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho sự thông biết. Phải cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. So the spirit of counseling, tinh thần của sự tư vấn, it equals wisdom, tức là bằng với cái sự khôn ngoan, and it equals God. Và bằng với Đức Chúa Trời. Amen. Amen. And it always lines up with the word of God. Và tinh thần của sự tư vấn nó luôn luôn gọi là thuận theo hay là hợp với lời của Đức Chúa Trời. The word of God is the counsel of God. Lời của Đức Chúa Trời chính là cái sự mưu luận, cái sự cố vấn của Ngài. God is his word. Và Đức Chúa Trời chính là lời của Ngài. Yeah, God is his word and the word is God. Đức Chúa Trời chính là lời của Ngài và lời chính là Đức Chúa Trời. This is what we bring to God's people. Và đây chính là điều mà chúng ta đem đến cho con dân của Ngài. We get a good result. Và chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp. So, we're going to break down what is wisdom. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhỏ ra như thế nào là sự khôn ngoan. If wisdom is so important, what does it look like? Nếu mà sự khôn ngoan nó quan trọng như vậy thì nó trông như thế nào? What is wisdom? Sự khôn ngoan là gì? What does wisdom look like? Sự khôn ngoan nó thì nó trông như thế nào? James 3:17-18. Ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 17 đến câu số bao nhiêu là 18 rồi. Sự khôn ngoan nó trông giống như thế này này. But wisdom that is from above. Nhưng mà sự khôn ngoan từ trên. Is first pure. Thì trước hết đó là gì? Là thánh khiết hay là tinh rộng? Then peaceable. Gentle. Rồi dịu dàng. Willing to yield. Full of mercy and good fruits. Without partiality, without hypocrisy, and the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Rồi, sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, hay lòng thương xót và quần trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. Những người giải hòa thì gặt hái bông trái công chính đã gieo trong hòa bình. So the spirit of wisdom. Vì thế linh của sự khôn ngoan. If we want to know if we're bringing wisdom to people. Nếu mà chúng ta muốn biết, nếu mà chúng ta muốn đem đến sự khôn ngoan cho con dân của Chúa. That we're speaking to people in the spirit of wisdom. Để chúng ta có thể nói chuyện với người ta trong cái linh của sự khôn ngoan. First requirement or the first way of knowing is it pure? Thì cái đòi hỏi đầu tiên đó là gì? Nó phải là cái sự thánh sạch. Yeah. What is pure? Sự thánh sạch là cái gì ạ? John 3:17. Ở trong răng đoạn 3 câu 17. John 3:17. God did not send his son into the world to condemn the world,
but that the world through him might be saved. Vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. So we know that pure, the wisdom of God was pure. There's no condemnation. Vì thế chúng ta biết là gì? Linh của cái sự khôn ngoan và cái điều đầu tiên đó là sự thánh sạch. We're not bringing condemnation to people. Sự thánh sạch này đó là gì? Nó không có cái sự lên án, đó chúng ta không có đem đến cái sự lên án đến cho con người của Chúa. When we're counseling people, we're not condemning them. Khi mà chúng ta tư vấn cho người ta đó, là chúng ta không có lên án họ. See, the Son of God did not come into this world to condemn the world, but that through Jesus the world might be saved. Còn Đức Chúa Trời đã đến thế gian này không phải là để lên án, nhưng mà để qua con ấy người ta được cứu. See, purity is it's for the benefit of the other person. Yeah. Thánh sạch ở đây đó là vì có lợi ích của người kia. See, when we're counseling in purity, it's not about what we think. Khi mà chúng ta tư vấn trong cái sự thánh sạch đó thì cái vấn đề không phải là chúng ta suy nghĩ cái gì. It's for the benefit of the other person. Mà là vì có lợi ích của cái người kia. Love is not felt. Love is felt, it's not told. Yeah. Love you feel. You feel it. It's not just I love you, you feel it. Yeah, there's a feeling of love that you get. Chúng ta nhớ là gì? Tình yêu thương đó thì nó không chỉ là cái đầu môi trong lưỡi, chúng ta không chỉ nói, mà tình yêu thương chúng ta có thể cảm nhận được qua cái hành động. In Matthew 5:8. Ở trong Matthew đoạn 5 câu số 8. Blessed are the pure in heart. Phước cho những kẻ có tấm lòng trong sạch. Why? Vì sao ạ? But they shall see God. Vì họ sẽ nhìn yeah. thấy Đức Chúa Trời. Yeah. See, God looks upon our heart. Đức Chúa Trời Ngài nhìn lòng của chúng ta. Create in me a clean heart, O God. Chúa ơi, xin hãy tạo dựng trong con một tấm lòng trong cả. Renew a right spirit in me. Xin Chúa ngài hãy làm mới một tâm thần ngay thẳng ở trong con. Cast me not away from your presence. Và xin Chúa ngài đừng có tủi con ra khỏi cái sự hiện diện của ngài. Take not your Holy Spirit from me. Xin Chúa đừng có cất Thánh Linh ngài ra khỏi con. This was David's prayer. Đó là lời cầu nguyện của ông David. And he wanted to go on to say, then that multitudes will be converted unto me. Yes. Then the multitudes will be converted, David said. Và sau đó thì ông David nói là gì? Nhiều người đúng không? Sẽ được thay đổi. See, David was sharing and repenting before God. Lúc đó thì ông David ông đang ăn năn thống hối trước mặt của Đức Chúa Trời. He's this mighty man of God that got caught in sin. Và đây là một cái người và đầy quyền năng sức mạnh của Đức Chúa Trời. He got caught doing things he shouldn't have been doing. Ông đã bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và bị bắt quả tang làm những việc mà đáng lẽ ông không nên làm. David came before God and said, "Create in me a clean heart." Và ông David đã đến trước mặt Đức Chúa Trời và nói là xin Chúa hãy tạo dựng cho con một tấm lòng trong trắng và làm mới tinh thần ngay thẳng ở trong con. If he was going to be effective and right before God. Và sự khác biệt ở đây là gì? Nói về cái việc chúng ta nghe nhận và thánh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có một tấm lòng thánh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. See, the gospel is the message of the gospel is an issue of our heart. Sứ điệp của phúc âm là cái vấn đề tấm lòng của Will chúng ta. Will our hearts love God? Tấm lòng của chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời. Will our hearts worship God? Tấm lòng của chúng ta có thờ phượng Chúa hay không? Yeah. See, God is coming back for a pure heart. Đức Chúa Trời, ngài sẽ đến để mà tiếp rước những tấm lòng ngay. We're going to bring a spirit of wisdom to people. Yes. Then our hearts must be pure. Để chúng ta có cái sự khôn ngoan luôn, để chúng ta giúp đỡ con dân của Chúa đó, thì trước tiên chúng ta phải có tấm lòng thanh sạch. A pure heart is not another agenda. Yeah. Tấm lòng thanh sạch không phải là một cái chương trình khác đâu quý vị. We don't counsel people out of our own agenda. Chúng ta không có cố vấn cho người ta xuất phát từ cái chương trình riêng của chúng ta. Yeah. Some people can counsel them and say, you know, this is what you must do. Có một số người đó thề tâm vấn và nói rằng đây là điều mà anh chị em phải làm.
Because then you can help me in my ministry. Bởi vì khi mà làm như vậy đó thì chị em có thể giúp đỡ tôi trong cái chức vụ. Yeah, because then you can build, help me build my church. Bởi vì khi mà làm vậy đó thì anh chị em sẽ giúp đỡ tôi xây dựng hội thánh của tôi. You can do this because it's going to help me. Anh chị em có thể làm cái điều này bởi vì nó sẽ giúp đỡ cho tôi. Is this the intent of God? Vậy thì cái điều đó có phải là ý định của Đức Chúa Trời không? Is this a pure heart? Đó có phải là một tấm lòng thánh sạch không? No. Không. Yeah. You know, our hearts must be pure towards that person. Tấm lòng của chúng ta đối với người đó phải là thánh sạch. Yeah. See, God knows what they need. Bởi vì Đức Chúa Trời biết điều họ cần là cái gì. We have to put our agendas aside. Và chúng ta phải gác cái chương trình riêng của chúng ta qua một bên. And sometimes our thoughts. Và đôi khi chúng ta phải gác qua cái suy nghĩ, cái tư tưởng của chúng ta. Help me to understand what they need. Và hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, xin hãy giúp đỡ con biết điều họ đang cần. Many people in our world today. Trong thế giới của chúng ta ngày nay, chúng ta cần có những con người. See, they know if we have a pure heart towards them or not. Và là họ sẽ biết là chúng ta có tấm lòng thánh sạch với họ hay they là know không. If we are genuine. Họ sẽ biết là chúng ta có they chân thật hay là không. They know if we really care about them. Họ sẽ biết rằng chúng ta có thực sự quan tâm tới họ hay là không. There's a lot of broken people. Có rất là nhiều con người tan vỡ. They know real from unreal. Họ phân biệt được cái nào là thật và cái nào they là giả. They know truth from deception. Họ biết được cái nào là sự thật, là lẽ thật ra khỏi cái sự lừa dối. If we don't have a pure heart towards them. Nếu chúng ta không có tấm lòng thánh sạch đối với họ. They will see it and they will run. Họ sẽ nhìn thấy được và họ sẽ bỏ chạy. But we have pure hearts. Nhưng chúng ta thì có tấm lòng thánh sạch. And people know the truth. Và chúng ta biết điều đó là thật. We build their trust and confidence with them. Và qua cái sự tin cậy, cái sự tin tưởng đó ở trong họ. So we're starting to break down what is the spirit or what is wisdom. Và khi mà chúng ta chia nhỏ ra, chúng ta học ra, chúng ta biết như thế nào là sự khôn ngoan. And there's seven areas. Ở trong bảy cái lĩnh vực. That we're going to look at today. Mà chúng ta sẽ xem ngày hôm nay. That will help us understand. Và sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết. Just what wisdom is, yeah. Just what? Just what wisdom is. Và để giúp chúng ta biết như thế nào là sự khôn ngoan. So the first one. Cái đầu tiên. Pure. Đó là sự thánh sạch. Yeah. So when we're speaking wisdom. Vì thế khi mà chúng ta nói sự khôn ngoan. Yeah, it's pure. Yeah. Thì chúng ta nhớ là gì? Nó phải là sự khôn ngoan thánh sạch. Amen. We'll break for a quick cup of tea. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao để chúng ta uống trà cà phê nha quý vị. Yeah. When we come back, we'll do number two. Rồi khi mà mình quay lại đó thì mình chúng ta sẽ thấy. Last year, I taught you a word. Năm vừa rồi đó thì tôi có dạy quý vị một từ. Can you remember what that word was? Quý vị còn nhớ từ đó là từ gì không? Còn nhớ không? Ai còn nhớ không? When I say in New Zealand, when we agree with something, we say. Ở tại New Zealand đó, khi mà chúng tôi đồng ý với một cái điều gì đó thì chúng tôi sẽ nói như thế này. Can you remember that word? Còn nhớ cái từ đó không? Can you remember that word? Càng ngàn. Nang yan. Hallelujah. Have a good break. Rồi. And we'll be back soon. Quý vị giải lao rồi chúng ta sẽ trở lại sớm. Bye bye.